Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với những diễn biến trong ván đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa NBA và Team Secret, và tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho Secret. Một cái chiến thắng rất là hủy diệt của Secret ở trong ván đấu đầu tiên và khiến cho NBA bị gọi là trên cơ hoàn toàn, nghĩa là họ bị Team Secret dẫn dắt từ cái lối chơi, từ cái cách thi đấu và thậm chí là cái sự đột biến từ cắm trọng mà NBA tạo ra ở trong ván đầu tiên cũng bị Secret dẫn dắt khi mà họ đổi kèo quá tốt đến từ vị trí của Team Secret để có thể có được cho mình, đó chính là một cái kèo đấu rất là thuận lợi ở hai khu vực đường. Thậm chí là người mở màn cho những cái sự đột biến đó chính là NBA, nhưng câu trả lời bên phía của Secret là vô cùng xác đáng. MVP trong ván thi đấu vừa rồi chắc chắn không thể nào thoát khỏi tay của Hero khi mà anh ta đang là người ở thi đấu khu vực đường giữa, một vị trí mà chúng ta không thường thấy được Hero thi đấu. Nhưng mà KD của ta 12.0, tỷ lệ tham dự hạ gục 60%, sát thương trên phút của anh ta là một con số khủng khiếp, gần 740 sát thương mỗi phút, và tổng lượng sát thương anh ta đóng góp cũng là gần 30%. Như là anh ta là người gây sát thương lớn nhất ở trong đội hình của mình trong ván đấu vừa rồi, và tất cả nhờ Hero. Bên phía của Team Secret đã có được một cái chiến thắng vô cùng tuyệt vời, và chưa kể đó thì tập thể của Team Secret cũng đang làm rất là tốt. Đó chính là SD khu vực đường dưới cộng với Taki thi đấu tốt, có được cái khả năng thắng đường. Khu vực đường trên thì Hamed cũng cầm một kèo dây. Tôi nghĩ rằng đó là cái kèo dây được đổi ở thời điểm cuối cùng, nhưng mà Hamed vẫn làm rất là ổn ở khu vực nữa trên. Thực ra về lượng sát thương đóng góp của Hamed chỉ thua mỗi quen trong tay của Hero mà thôi. Và thêm một thông số của Hero thực sự rất ấn tượng, đó là chỉ số lính trên phút 10 chấm. Đây là một chỉ số lính mà chúng ta thường thấy ở những xạ thủ, thậm chí là Artemis, một trong những xạ thủ đang dẫn top KDA, thì anh ta chỉ có 9.9 mà thôi. Thì chúng ta thấy được khả năng đè đường đến từ Hero và tận dụng những khoảng trống để lấy về cho mình những cái chỉ số lính là nó khủng khiếp như thế nào. Có vẻ đó là một kèo đấu mà Hero đã thi đấu rất là thuần thục rồi, kèo Carcente với Gwen. Một kèo đấu mà Hero rất là thuận tay với chất tướng của cả hai con, và anh ta đã làm rất là tốt. Còn trong khi đó, đối với Nugu thì vì là một tình huống thay đổi tình thế, cho nên bên phía của MB không có được cái sự thuận tay cao nhất của Nugu dành cho con Carcente đó. Carcente cầm dư chấn, không mang lại quá nhiều hiệu quả khu vực giữa. Và những cái kèo đấu này sẽ khiến cho bên phía của Nugu một phần nào đó sẽ gặp rất là nhiều bất lợi. Đầu tiên là về chất tướng, thứ hai là về mặt cái bản ngọc thiên chốt mà anh ta cầm nữa. Cái dư chấn không thể nào có được những cái khả năng trao đổi chiêu thức dài, lâu dài so với Gwen bên phía bên kia, khiến cho bên phía của MB phải gặp thua thiệt rất là nhiều. Và một phần nào đó thì bên phía của MB có thể nhìn thấy được những cái mặt về cấm chọn. Và thứ hai đó chính là Slow Z, thực ra anh ta vẫn đang là một trong những người nội chính dành cho bên phía của MB. Thì có lẽ đội hình của họ sẽ cần có được những cái sự đầu tư xuống dành cho bên phía của Slow Z, có được giai đoạn farm tốt hơn, có được những cái chỉ số và được giai đoạn an toàn ở giai đoạn đi đường. Và thậm chí là Nugu cũng là người chơi có khả năng đánh của Asia khu vực giữa. So sánh một cách dễ hiểu là ở trong cắm chọn của ván đầu tiên, MB đặt ra một bài toán và Team Secret giải rất là xuất sắc cái bài toán vừa rồi. 10 điểm dành cho Team Secret, còn bên phía của MB thì để xem họ có muốn đem ra thêm một bài toán khó nào dành cho Team Secret ở trong ván đấu thứ hai hay không. Chúng ta chính thức đến với cắm chọn. Bên phía của Secret vẫn là hai sự lựa chọn, hai lượt cắm thẳng vào người chơi, đó chính là Nugu và Son. Khi mà Nocturne và cả LeBlanc đã bị tước đi, còn Saya sẽ là một vị lực cấm khá là tốt dành cho SD khi mà anh ta vẫn có thể sử dụng tốt những vị tướng như Aveos, hay là thậm chí là nếu như hôm nay SD và Taki hoàn toàn có thể đem bộ đôi đó chính là As và con Milio xuống vùng dưới. Renekton được chọn khu vực đường gì thì tôi chưa biết nha. Đây là con tướng có thể swap được ở cả khu vực đường giữa và khu vực đường trên. Hero và Hasmet đều là hai người chơi sử dụng được con tướng này. Còn trong khi đó bên phía của MBE thì để xem, Carcente còn, Jack vẫn còn. Nhưng mà nếu như đem con cá sấu này ra khu vực đường giữa đây rồi, thì bên phía của MB sẽ rất là khó để có thể chọn bể tướng dành cho Nugu. Cho nên không thể nào đem Jack, Carcente để có thể đối đầu một con tướng khác được. Họ phải chọn khu vực đường giữa một con tướng an toàn là Azir. Và đây cũng sẽ là một vị tướng mà thuận tay dành cho Nugu, một con tướng carry. Ở cái bể tướng mà Nugu thích sử dụng thì LeBlanc luôn là vị tướng hàng đầu, và Azir cũng là một vị tướng mà anh ta sử dụng có tỷ lệ thắng rất cao. Và bên phía của Son, anh ta quyết định là lùi về cánh gà một chút xíu, sử dụng một vị tướng đi rừng làm nền và bảo kê cho team. Khi mà vừa rồi thì Azir cũng đã xuất hiện rồi, thì với combo Azir kết hợp với Poppy hoàn toàn có thể bảo kê cho xạ thủ là Slow Z có thể bắn. Nhưng mà Annie thì hơi khó. Căn bản là Annie là con tướng không có lướt,
và chỉ dùng tốc biến combo. Combo là combo thẳng mà, cho nên việc chọn con Annie khu vực giữa là một cái lượt lựa chọn rất hay đến từ bên phía của team Secret. Bây giờ thì bên phía của team Secret đã lộ top rồi, đó chính là con cá sấu khu vực trên, thì Yuki sẽ tự tin pick luôn cả khu vực trên nhà cho mình, đó chính là Jack. Đây là một kèo đấu kỹ năng. Kèo đấu này thì bữa giờ chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều rồi, thì Yuki thường xuyên là người sử dụng cá sấu để đối đầu với Jack. Ngày hôm nay đổi vế, đổi vai thì liệu rằng Yuki anh ta có thể có được màn thể hiện tốt hơn hay không, khi bữa giờ thì thường anh ta là người thất bại ở khu vực trên. Nhìn chung thì Yuki là một người chơi có tiềm năng ở khu vực nữa trên bản đồ, kinh nghiệm ta là chưa đủ, cho nên sẽ cần phải có thêm nhiều trận đấu hơn nữa dành cho anh ta. Và việc chọn Jack đối đầu với cá sấu ở phía bên kia trong một cái kèo đấu kỹ năng như thế này với lại người chơi trên có dạng kinh nghiệm đó chính là Hazmat, thì nhìn chung sự tự tin đối với Yuki là có, quan trọng là cách anh ta thể hiện ở trong ván đấu mà thôi. Còn bây giờ chúng ta đến với những cái lượt cấm tiếp theo. Milo bị cấm đi, Aphelos bị cấm đi, rất nhiều xạ thủ bị cấm đi rồi, thì còn lại Varus, Ashe có cấm Varus hết không? Cấm luôn rồi. Đúng, bây giờ cấm Varus và cấm luôn Ashe không? Phải cấm thôi. Vẫn còn Ezreal, vẫn còn Draven ở khu vực dưới, vẫn còn Lucian. Thật sự đây là một cặp đấu mà chúng ta thấy cái khu vực đường dưới nó đang quá khó thở. Cả hai bên đều đang hạn chế thẳng mặt cặp đôi đường dưới đến từ cả hai đội tuyển. Slowzy đang suy nghĩ rất là lâu. Draven. Bên phía của NBA sẽ được nhường lại lượt last pick, và một trong những vị tướng người ta sử dụng nhiều nhất ở khu vực đường dưới mùa giải trước đó chính là Draven được khóa lại. Raven được khóa lại, quan trọng là team Secret sẽ đem cái gì ra để có thể đối đầu với con Raven này. Raven thì nhiều khả năng là sẽ đối đầu với những cái, chứ sẽ là đi chung với những chất tướng có cái khả năng tấn công tốt như là Nautilus, như là Rail, để xem bể tướng hỗ trợ chưa bị cấm quá nhiều. Và cái đây, quan Ezreal. Trọng là team Secret sẽ muốn chọn cái gì để có thể đi đường thôi. Họ chọn Ezreal, họ muốn thủ ở khu vực ở dưới. Ezreal được khóa lại, liệu rằng là cặp đôi Ezreal Kama có khóa hay không? Nhưng đây là Braum, một vị tướng có khả năng được hạn chế được cái lượng sát thương đến từ con bài Draven này, và thậm chí là những cái nội tại tuyết tê tái được trả ngược. Ezreal hoàn toàn có thể kết hợp cái phát bắn thần bí của mình để hạn chế cái đợt tấn công, cái nhịp tấn công đến từ Draven bên phía bên kia. Thì bây giờ bên phía của MB cần phải có được sự lựa chọn cuối cùng, một con tướng khả dĩ đó chính là Rell. Liệu là họ khóa hay không, nhưng họ đang cân nhắc về con tướng Rakan này. Rell thì sẽ hơi khó bắt Ezreal một tí, tại vì Ezreal có được độ cơ động cao với cái dịch chuyển khoa học của mình và giữ khoảng cách tốt, thì Rail trừ khi nào đột biến lắm để có thể đầu tư tốc biến và những cái chiêu thức của mình mới may ra khiến cho con Ezreal này bị bắt ngược trở lại. Và quyết định đến từ bên phía của MB là Rakan, ít nhất là cái nhịp mở của Rakan nó vẫn tạo ra cái biến số lớn hơn. Cả hai đội tuyển đều đã hoàn thành đội hình cho mình rồi. Khu vực đường giữa thì Azir và Annie một kèo đối đầu mà hai người chơi này đều sẽ có được những cái cơ sở để có thể farm hỏa hoãn ở trước cấp độ 6. Còn khu vực đường trên, cái màn đối đầu giữa Riton và Jack sẽ khá phụ thuộc vào cái sự xuất hiện người chơi rừng. Chờ xem thử là Son và bên phía của Kian ai sẽ là người tác động khu vực đường trên sớm hơn. Còn khu vực đường dưới, ở những cái thời điểm mà Draven trong tay của Slowzy tích được nhiều cái điểm nội tại ngưỡng mộ, thì đó sẽ là nơi mà cả hai đội tuyển sẽ nhắm tới và xảy ra những cái tình huống giao tranh lớn. Như vậy thì vòng rừng của hai người chơi đi rừng nhiều khả năng sẽ là từ dưới hướng lên khu vực ở trên để có thể tạo ra tác động tốt nhất, vì căn bản một bên đã chủ động đánh công, đó chính là Rakan kết hợp với Raven, một bên đã chủ động đánh thủ với Ezreal cộng với Braum, thì sẽ hơi khó để có thể phá đi cái thế cân bằng ở khu vực ở dưới. Còn trong khi đó, khu vực đường giữa cũng sẽ là một cái trục khá là quan trọng ở trong ván đấu này, một ván đấu mà Hero đang có một cái phong độ rất là cao. Và ván thi đấu thứ hai này sẽ chờ đợi rất nhiều điều đối với chúng ta. Liệu rằng MB họ có thể đưa cái ván thi đấu này, trận đấu này cho tới ván 3 hay không? Hay là Secret sẽ có được một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ của mình để có được những cái tâm lý nhất định để chuẩn bị cho những cái trận đấu tiếp theo của lượt về. Và ván thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa MB và Team Secret đã chính thức bắt đầu. Cả hai đội tuyển đều đang có những bước di chuyển đầu tiên của mình. Và đây sẽ là một ván thi đấu vô cùng áp lực dành cho NBA. Họ bắt buộc phải giành chiến thắng nếu như muốn có được ít nhất là một điểm ở ngày hôm nay. Họ sẽ đang trên cái hành trình tìm kiếm điểm số đầu tiên của họ tại VCS 2023 Hoàng Hôn. Còn trong khi đó, team Secret thì đang muốn khẳng định lại thực lực của mình, giành được chiến thắng, và là chiến thắng 2-0 trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bên phía của team Secret giải quyết được rất nhiều vấn đề về cái phong độ và mặt tâm lý của họ từ bữa tới giờ.
khi mà liên tục nhận những trận thua thì ít nhất một chiến thắng hay không sẽ giúp cho họ thoải mái hơn, chuẩn bị cho cái giai đoạn lượt về vô cùng quan trọng. Ở trận đấu này thì đội hình bên phía của NBA ít nhất họ có một khu vực đường dưới là một Draven, một xạ thủ có được cái ngưỡng sức mạnh sớm, và nếu như có một tí vấp váp khu vực đường dưới thì đội hình của họ đều có khả năng kéo lại sức mạnh ở giai đoạn sau với Asia, với chất tướng của Jack. Còn bên phía bên kia thì chất tướng của họ, con Annie và con Rieten là một chất tướng có khả năng giao tranh mạnh ở giai đoạn sớm và giữa ván thi đấu, nhưng về sau thì họ sẽ gặp một số vấn đề khi cái lượng sức mạnh đến từ Annie và Rieten nó sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Để xem cái khả năng chơi những vị tướng khu vực đường giữa, thuần pháp sư đường giữa của Hero là như thế nào ở trong ván đấu này, khi anh ta đem cho mình đó chính là con Annie khu vực đường giữa đối đầu với lại Azir phía bên kia. Còn trong khi đó, vòng rừng đến từ sau là từ chim lên bùa đỏ, và nhiều khả năng là có thể tạo ra được một vòng rừng 37 găng lên khu vực đường trên nếu như HMS đẩy quá cao. Một pha trao đổi khu vực đường trên và người đang có thu thiệt về cái lượng sinh lực đang là Yuki khu vực dưới xuất hiện đáng thành công, đánh nội tại làm choáng được và vô đánh tốc thấp máu và Slowzy anh ta bất tẩy tẩy có thi đấu tung ra SD đánh lên. Slowzy bắt buộc phải mất tốc biến và team Zidane vẫn đang đánh lên làm choáng vào người của Zidane chăng. Tốc biến đánh giữ chơi thành công, Zidane mất tốc biến đổi rất nhiều phép hỗ trợ và phát bắn cuối cùng đến từ SD nó chưa đủ chuẩn xác, tuy nhiên vẫn là lời cho team Secret, vẫn thiếu một chút gì đó là một lượng sát thương đến từ SD để có thể có được màn hàng gục. Nhưng đây sẽ là một khởi đầu rất tốt khi mà cặp đôi Rakan và Draven mất toàn bộ phép hỗ trợ bắt buộc họ về lùi về, một thế lính đẩy ngược vào và NBA đang có một cái khởi đầu vô cùng là tệ ở khu vực đường dưới. Và bây giờ thì chúng ta nhìn lại cái thời điểm mà xuất hiện tráng đến từ Yodak ở cấp độ 1 lao lên, anh ta dính nội tại đến ngư, anh ta bị dùng toàn bộ lượng sát thương và sau đó anh ta phải lùi trở về. Nhưng Slowzy lại là người đứng cao hơn, anh ta bị tiếp tục bị dùng nội tại, anh ta bị làm choáng, anh ta mất thanh tẩy. Đúng với thời điểm đó thì Taki cực kỳ hay, anh ta dùng thi đốt vào và khiến cho Slowzy phải bấm luôn cái tốc biến của mình, không còn cơ hội để giao tranh. Và bây giờ thì Son đang muốn tạo ra đột biến khi anh ta mới 37 đi lanh quanh ở nửa trên, bây giờ tiến ra khu vực đường giữa đẩy Hero về một nhịp. Hero làm choáng vào người của Nogu, người ra là Kian. Lượng năng lượng đến từ Hero là không nhiều, nhưng mà khi mà Kian tới thì làm choáng thành công giữ chân vào người của Son. Son bị tấn công liên tục, kích hoạt được chinh phục và Kian ép thành công tốc biến của Son, vẫn liên tục là trao đổi về mặt phép hỗ trợ và bên phía của Team Secret vẫn là đội có lợi. Một nhịp can thiệp khu vực đường giữa ở thời điểm đầu là tốt đến từ Son, nhưng mà sau đó cái lượng sát thương và bộ chiêu thức đến từ Nogu là không còn. Có lẽ ta nên lùi về và cái nhịp giấm sâu của ta đã khiến cho ta phải trả giá. Cái sự xuất hiện đến từ người chơi rừng bên phía Secret đó là Kian đã khiến cho Son bắt buộc phải mất tốc biến, và thậm chí bây giờ Hero với cái lượng năng lượng có thể sử dụng cái hỏa cầu cuối cùng đã ép cho Nogu không thể quay ngược trở về và dịch chuyển ra lại. Đây sẽ một lượt lính bao gồm 6 con mất đi đến từ Nogu. Tốc biến ma thuật được tăng tốc độ chạy đến từ cái áo tròn mây nhưng không đủ khoảng cách để bên phía của Son tiếp cận. Và chưa kể là Hero vẫn còn tốc biến cho nên gần như là không có cửa để cho Hero nằm xuống trong pha vừa rồi. Bây giờ khu vực đường giữa bị nhận một cái thua thiệt tương đối lớn khi mà Nogu sẽ phải biến về trong nhịp này. Trong khi đó Hero là người biến về sớm hơn và anh ta dịch chuyển sớm hơn ở khu vực đường giữa, sẽ đẩy được trước ở khu vực giữa. Và khi mà con Azir bị đẩy lính á, tạo khoảng trống lớn cho Annie, thì bên phía của Team Secret sẽ rất là dễ vận hành đội hình của mình. Còn khu vực bên dưới đánh là bên phía của MB, không còn bất kỳ một phép hỗ trợ nào cả. Team Secret lao lên tìm kiếm vào người của Slowzy, tuy nhiên lượng sát thương trả người trở lại đến từ MB là cao và SD phải lùi về một nhịp. Nhưng khu vực nữa trên thì sao, Yuki mất tốc biến sau tình huống gồng làm choáng của Kian. Son cũng có mặt ở đây và hai bên cũng lùi về, nhưng đường dưới vẫn chưa dừng lại, là Slowzy vẫn đang bị tấn công, SD vẫn đang tấn công, anh ta nhắm vào người của Zidane. Zidane có điều nhờ tới việc anh ta lùi về được và kết quả chỉ đơn giản là một đợt lính được đẩy dành cho Secret mà thôi. Chạy cực kỳ tốt đến từ Zodiac trong pha vừa rồi và bên phía của Secret. Thực ra với những lợi thế cho đoạn ban đầu thì về nhà, cái món trang bị khởi đầu đến từ Ezreal đó là một cái mắt tự thần, có nghĩa là cái lượng sức mạnh được cộng vào trực tiếp là hầu như là không có. Cho nên pha giao tranh đứng cao lính hơn bên phía của Secret, họ nhận sát thương từ những lính và họ thậm chí là Ezreal, những cái đòn bắn của ta bị che hoàn toàn bởi Zodiac và cái nỗ lực để kích nội tại đến từ cặp đôi đường dưới hiệu Secret nó hoàn toàn bị phá vỡ. Như vậy là chiếc tướng đẩy của Azir ở khu vực giữa vẫn phát huy được cái sức mạnh của mình khi mà bị thua thiệt về việc cái nhịp biến về và dịch chuyển ra. Nhưng mà hiện tại Nogu vẫn đang đẩy lính khá là tốt ở khu vực đường giữa. Có chăng thì anh ta thua pha một chút so với là Hero phía bên kia. Cộng với áp lực mà Team Secret tạo ra quanh khu vực đường giữa sẽ khiến cho Nogu khó khăn hơn trong việc là dẫn farm so với Hero phía bên kia. Về cái khả năng đánh 1-1 và đẩy lính khu vực đường giữa thì Nogu đang
bán một tí về lượng sinh lực của mình để có thể đẩy nhanh hơn. Nhưng bên phía Secret rất nhanh chóng, sự xuất hiện của Taki và Kian đã cân bằng lại, và thậm chí là Hero đang là người đẩy trước, anh ta di chuyển cùng với bên phía Secret. Họ đang tiến thẳng vào rừng, họ phát hiện một vị trí của Son làm kén giữ cho thành công. Nhưng mà Zodiac là mục tiêu thì hơi khó để có thể giữ con Rakan này lại. Chỉ là một tình huống cướp bóc đến từ bên phía của Secret mà thôi, cướp thành công được một con cóc. Và quan trọng là có tạo thế tiến vào rồng hay không. Bây giờ thì thật sự là hơi khó khi mà bên phía của Hazmat đang bị đẩy một lực lính rất lớn từ đường trên, và anh ta có thể farm thành công. Yuki quyết định là lùi về, không quyết định là kích cho mình cái tàn phá hủy diệt khu vực đường giữa. Inugu nãy giờ anh ta liên tục bị đẩy lính và rất dễ dàng dành cho bên phía của Taki cùng với SD di chuyển ra đây, kết hợp với càng lấy được con rồng lửa đầu tiên dành cho bên phía của Secret. Kia đang đi tịch trên tầng đối phương khu vực giữa thì làm choáng, nhưng tốc biến ma thuật Hero mất tốc biến. Anh ta có backup đến từ Kian nhưng đủ hay không? Hero không còn tốc biến nữa, người tới là vị trí của Yuki và đã dứt điểm thành công. Người có bạn là Son, Hazmat tới hơi trễ, anh ta có tốc biến. Liệu có quyết định đầu tư khi mà cắt và sắt vẫn sẵn sàng? Yuki quay trở lại, cắt và sắt được dùng tốc biến lên làm choáng, nhưng có phân chia thiên hạ. Và Hazmat đang cố gắng vùng vẫy, anh ta vẫn dứt điểm thành công được Son. Lượng sức mạnh đến từ Rita Tông có thể có xấu, nhưng sau đó thì sao? Là Nugu có được mạng hạ gục khi mà vị trí của Hazmat quá đơn độc. Một pha giao tranh ở khu vực đường giữa, người đầu tiên nằm xuống đó chính là Nugu, và trong một nỗ lực đến từ Hazmat đào lên đánh cùng mình sẽ tung ra nhưng nó không trúng ai cả. Nỗ lực đánh đến từ bên phía của Tushin hình như là không đánh tới, thanh tẩy được dùng và sẽ thương trả người trở lại. Tình huống dùng e chuẩn xác đến từ Sorozy để khiến Jenny bị mất nhịp và anh ta không bắn được quá nhiều, vẫn làm kế thành công. Xét thương vẫn là chưa đủ, Sorozy tự tin tiến lên tốc biến hất tung không thành công, và Andy cũng bắt tốc biến lên thả rìu và có được mạng hạ gục dành cho Slowzy. Một lượng lợi thế rất lớn dành cho MB ở khu vực đường dưới. Quan trọng là Kian có muốn tiến ra để có thể gỡ gạt lại hay không. Có, anh ta có tuyệt mệnh khi mà Slowzy không còn cho mình tốc biến nữa. Tuyệt mệnh đang chờ canh chỉnh, dùng tuyệt mệnh có được mạng hạ gục, dùng số huyền hành tráng hất tung thành công và có double kill cho Kian. Một pha mà bên phía của Slowzy và Zodiac vừa có một pha 2 đánh 2 có được mài hòa gục, họ vẫn đang trong một đà tự tin rất cao. Nhưng cái thời điểm mà họ không về thì Kian xuất hiện và đưa cả hai về bể đá cổ với hai mài hòa gục liên tiếp khu vực đường dưới. Bên phía của Secret mặc dù họ rất tự tin về khả năng xử lý cái kỹ năng, nhưng về mặt chất tướng thì con Ezreal thời điểm này vẫn không thể nào đỏ sát thương so với một Raven, thậm chí là ta cầm nhịp độ chết người. Đúng, lượng sát thương vẫn là quá lớn từ Slowzy. Và cái tiền rút trong pha vừa rồi không nhỏ nha. Một cái khoản tiền ổn chảy vào túi của Slowzy. Mặc dù là pha này thì team Secret vẫn gỡ được về mạng hạ gục, nhưng mà xét về tiền tổng thể thì hiện tại MB hình như là vẫn đang dẫn so với team Secret vài trăm tiền. Cái vấn đề là mạng hạ gục trong những cái pha giao tranh vừa rồi, Nugu là người có mạng và Slowzy cũng vừa lại có mạng nữa, sẽ là những cái điểm cực kỳ sáng khi mà hai carry chính của đội hình bên phía của MB đang có những khởi đầu cực kỳ tuyệt vời. Những khu vực cánh trên, Yuki vẫn đang một phần nào đó gặp rất nhiều khó khăn khi anh ta đang chinh lệch về chỉ số lính, và thậm chí là những pha di chuyển ở khu vực đường giữa đến từ Hazmat đã có được mạng của khu vực trên, bật chiêu cuối muốn đánh nhau đến từ Yuki. Và Hazmat hình như là anh ta đúp trượt, anh ta đúp trượt vào cái e của Yuki, cho nên đâm ra là lượng sát thương trao đổi trong pha vừa rồi chắc chắn là thua thiệt. Và bên phía của MB muốn gọi người lên để thật cá sấu dứt điểm luôn cả Hazmat. Hazmat bật thật cá sấu, Son là người tới bật không thể lay chuyển để có thể tấn công phần của Hazmat, dùng luôn cả chiêu cuối hất tung. Và Yuki đang lùi ra một nhịp, không lao vào quá vội, có chiêu quy được sử dụng và Hazmat tạm thời vẫn chưa đủ sát thương để có thể dứt điểm được ai cả. Hai thành viên của MB đang mới thật sự là gặp bất lợi, dùng cho mình phản công quay trở lại, nhưng Hazmat có pha solo kill thành công vào người chơi đường trên của đối phương. Cùng ánh sáng không có mục tiêu nhưng vẫn là lợi thế dành cho bên phía của Secret. Một pha tổ chức ra khơi khu vực đường trên để có thể đánh thẳng vào cá sấu, nhưng cuối cùng con cá sấu bắn trụ ở khu vực đường dưới là bạn điện chấn được dùng và thả gấu quá đẹp đến từ vị trí của Hero, có được hai mài hàng ở khu vực đường dưới. Một nhịp mà bên phía của MB là người quyết định tăng tốc, nhưng họ mới là người bị vấp trong pha vừa rồi. Một mạng hạ gục khu vực đường trên và hai mạng khu vực đường dưới. Thật sự MB họ đang có một cái giai đoạn khởi đầu dùng từ gì nhỉ, thật sự là hơi không tốt dành cho phía của MB. Nghĩa là cái giai đoạn khởi đầu của MB không tệ, nhưng mà cái nhịp tăng tốc của họ thì không đủ tốt để có thể tạo ra khoảng cách dẫn trước với team Secret. Mà team Secret là đội đánh ngược trở lại tốt hơn. Đó là tình huống cân hai ở khu vực trên của Hazmat, đó là tình huống băng trụ bốn người ở khu vực phía dưới, và lợi thế có toàn bộ dành cho team Secret ở hai cánh. Cái pha thi đấu đó thì Yuki ta mất đi cái chiêu cuối ở tình huống trước,
Và sau đó thì một con cá sấu full nộ đến từ Hazmat với thần cá sấu trên người. Yuki phải chạy, còn Son là người đứng lại. Anh ta ăn một cái đúp nộ, một cái quy. Và thậm chí cái quy đó là cái thời điểm mà Yuki quay ngược trở lại. Một quy trúng hai người. Hồi cái lượng sinh lực cực kỳ khủng khiếp. Và khoảng cách ở khu vực đường trên thì Hazmat đang là người thắng kèo. Và một lần nữa thì Yuki anh ta đang gặp rất nhiều bất lợi trong cái kèo đấu giữa Riten và Jack. Ok, tình huống xử lý kèo đấu rất là tốt của Hazmat và anh ta đang tạo ra được lợi thế lớn dành cho bên phía của Team Secret ở khu vực nửa trên. Còn trong khi đó quanh quẩn ở khu vực nửa dưới thì thật ra Slowzy mặc dù anh ta ăn được mạng đầu, có được cho mình cái lượng tiền được rút được từ nội tại, nhưng ba giáp trụ bao nhiêu đây vẫn đang là chưa đủ dành cho MB, đặc biệt là Slowzy. Anh ta vẫn đang chưa vượt trội hơn so với lại SD quá nhiều. Còn khu vực đường trên là SD biến. Chính xác là Yuki không còn cho mình, đó chính là cái quy nữa khi anh ta vừa cắm mắt nhảy xong. Tuy nhiên cái khả năng truy đuổi của Hazmat là không cao, khi hình như trước đó đã mất cắt và sắc và bây giờ mới hồi lại kịp. Mất chắc và sắc, và thậm chí là Yuki vừa hồi cái nhảy mà nền, thậm chí anh ta còn cái tóc biến lên người. Nhưng đây là áp lực khủng khiếp ở khu vực đường trên, Yuki đang rất khó thở. Khu vực đường giữa thì Son liên tục bị đẩy ngược về rừng và sẽ có một pha giao tranh ở rồng khi mà MB cũng đang di chuyển ra đây với 4 người. Nugu sẵn sàng với chiêu cú trên người nhưng mà chưa vội lao vào. Khả năng phòng ngự đến từ bên phía của Team Secret vẫn là có với băng địa chấn trên người của Taki. Sứ giả được thả xuống giữa, làm chuẩn bài thả sứ giả ra rồng. Đây là thứ mà MB cần phải làm khi mà ngưỡng sức mạnh thời điểm hiện tại của họ để giao tranh là tương đối mà thôi. Sư giả hút và bên phía của MB chủ động rút về, gàng tiến lên không làm kế được ai cả. Cái đường duy nhất bên phía của MB đang nhỉnh hơn đó chính là Nugu ở khu vực đường giữa mà thôi. Khu vực đường dưới thì bây giờ khả năng đẩy lính đến từ Ezreal đã bắt đầu có khi mà lượng năng lượng được đảm bảo đến từ mắt người thân. Và bây giờ thì Secret ngược lại, họ phòng ngự thành công sứ giả và tiến ra lấy tiếp công đồng thứ hai. Sẽ là một ván thi đấu mà bên phía của Secret sẽ có được một cái nhịp tăng tiến sức mạnh cho những vị tướng như là Ezreal về sau. Và họ lấy thêm vốn, đó chính là hai con rồng. Và đội hình bên phía của MB có những vị tướng farm về lay, đó chính là Azir, đó chính là Jack. Nhưng mà với áp lực linh hồn rồng mà bên phía của MB phải đối mặt thì đây sẽ là một bài toán khá là nan giải dành cho đội hình phía của MB. Cái pha vừa rồi là bên phía của MB chủ động thả sứ giả để có thể tìm thế tiến vào khu vực hang rồng. Nhưng mà Nugu đã dùng một cái combo các càng quét các lũ động tốn rất là nhiều mana. Và đâm ra đó là tình huống mà bên phía của MB hơi khó giao tranh nếu như mà Nugu thấp mana như vậy. Và bây giờ rồng 2 vẫn có dành cho bên phía của Team Secret. Khu vực đường trên thì Hazmat ngày càng lớn lướt so với Yuki bên kia. Khoảng cách về chiếu xính đã là gần 40 rồi. Còn khu vực đường dưới là SD bào cho mình lớp giáp trụ thứ tư. Theo tôi nhớ không lầm thì cái pha giao tranh trước đó ở khu vực đường trên, Yuki là người về dịch chuyển ra. Cái lượng trang bị anh ta vẫn như thế, còn thậm chí là Hazmat chưa về. Anh ta có được chuyện bước bóng. Đây sẽ là một pha đánh con chi thiên hạ được dùng, nhưng mà Gang dùng chi cuối quá tốt. Anh ta sẵn sàng với hàng thông nổ và lùi về. Một pha xử lý kỹ năng đến từ Gang vô cùng tuyệt vời. Anh ta thoát đi trong một pha mà bên phía đối phương muốn ép vào và lấy được cái mạng gục đến từ người chơi rừng phía của Secret. Và tạm thời thì Nugu sẽ gặp một số vấn đề khu vực giữa khi mà cái phân chia thiên hạ nó không còn nữa khu vực trên. Hazmat liên tục gây áp lực khu vực dưới, SD bị tấn công. SD nhảy về được và Team Secret hình như là muốn phải có người trở lại à? Không, tôi nghĩ là thời điểm hiện tại Team Secret cần phải bình tĩnh làm chút ở khu vực dưới là không nên đánh nhau. Còn khu vực đường giữa thì sao, là trao đổi nhưng mà Nugu không có dư cuối. Tuy nhiên Hero vẫn mất tốc biến, lượng sát thương DPS đến từ một con Azir vẫn là có. Gang lao ra không làm gán được Son và Son cũng vừa tình quay ngược trở lại. 2-2 khu vực đường giữa và bên phía của Team Secret chủ động đẩy đợt lính rồi lấy thế cho Hero lùi về chăng. Cơ bản đây là một con Azir cầm chinh phục, về lâu về dài thì cái sát thương đến từ lính cát cũng sẽ gây ra nhiều hơn và thậm chí ta cầm cho mình một cái vương miện suy vong. Combo thả tripper đến từ hỏa cầu của Annie sẽ bị giảm đi cái lượng sát thương dồn rất là nhiều khi mà bây giờ thậm chí Azir lên cho mình một cái dây thủy ngân để hạn chế lượng sát thương và lượng khống chế đến từ Annie bên phía bên kia. Rồi sứ giả, sứ giả lòng tiền đen được hướng tới đến từ bên phía của tôi sẽ được. Lối lên đồ này của Nugu có hơi bị thiếu sát thương quá không? Khi thứ nhất anh ta lên mũ đồ thủ, rồi giày anh ta cũng lên giày thủ. Như vậy sẽ lại cần một cái khoảng thời gian tương đối khi mà Nugu có được tầm 2 trang bị đến 2 trang bị rưỡi. May ra mới có đam cho con Azir. Có lẽ đây chính là ý đồ bên phía của NBA họ đặt ra khi mà cái sức tấn công ở thời điểm giữa ván thi đấu đến từ đội hình của Secret là có. Tại vì nãy giờ họ đang thể hiện ra ý đồ đó rồi. Họ tấn công khu vực dưới, tấn công khu vực đường trên, thậm chí là khu vực đường giữa. Nugu luôn là cái điểm mà bên phía Secret hướng tới. Cho nên ta bắt buộc phải lên những trang bị có khả năng phòng ngự. Bây giờ thì cái thời điểm mà con Azir này có được cho mình cái Nanasaur kết hợp với điểm chinh phục. Và cái điểm mà lúc nãy chúng ta để ý thì anh ta cầm cho mình huyền thoại tốc độ đánh nữa. Thì về lâu về dài con Azir sẽ có được cái ngưỡng sức mạnh rất là tốt nếu như phía của em bị giữ được nhịp. Taki đang bị tấn công, có thể sẽ mất tốc biến. Taki bị tấn công, anh ta bị hất tung.
và bộ pháp thần tốc giữa chân mọi người của Eddie. Eddie nhảy về được, anh ta bắn ngược trở lại và đường chân tung ra không giữ chịu được ai cả. Chiêu cuối bắn lên đến từ Slowzy, tuy nhiên cũng không có mục tiêu. Và bên phía của team Spirit mất tốc biến của Taki. Ở thời điểm hiện tại các chiêu cuối được trao đổi và không có mục tiêu lớn trên bản đồ, nhưng bên phía của Secret đang cầm một con mắt sứ giả trên người của Kian. Họ sẽ thả khu vực đường giữa khi mà Kian đang di chuyển ở đây, và bên phía của Secret tập trung 4 người. Redetton đẩy khu vực đường dưới, anh ta có dịch chuyển. Đây sẽ là một áp lực khủng khiếp dành cho bên phía của MBE. Ezreal hoàn thành cho mình đó là một cái lưỡi hái, 100 số và cả một cái tam hợp kiếm khu vực đường giữa. Liên tục đẩy lính và MBE đang phải cử người ra đây. Và Slowzy đang được cắt cửa khu vực đường giữa, đã thể dọn lính ngược trở lại. Đánh kiểu này thì là bên phía của team sư địch đang muốn chờ nhịp rồng. Họ sẽ chờ rồng ra để có thể thả sứ giả và lấy con sứ giả tạo áp lực và tiến vào khu vực hang rồng. Còn trong khi đó bên phía của MB thì sau cái lần nằm xuống thứ hai của Slowzy, anh ta cũng đã farm được khá khá. Quan trọng là cần phải rút tiền. Nhưng mà nói về lượng farm thì SD đang out farm Slowzy hơi căng. 30 lính, và trước khi mà Hazmat xuống khu vực đường dưới thì SD cũng đã ăn được 3 lớp giáp trụ với những đồng đội của mình rồi. Cái lượng kinh tế là rất dồi dào. Áp lực khu vực giữa Slowzy đang đứng một mình. Nếu như một mà phải đánh với cả một con Rom và Ezreal thì thực sự rất khó để đi khu vực dưới. Yuki vừa mất cho mình cái phản công, nhưng mà cái pha vờn vừa rồi đến từ Hazmat và cả Yuki nó thực sự là hắc não nhau rất là nhiều. Và Yuki thoát pressing trong một khoảnh khắc. Nhưng bây giờ bên phía của Secret đang di chuyển sâu vào rừng cấm những con mắt. Rồng sắp ra. Bên phía của MB nếu như họ muốn đánh ở rồng này bắt buộc phải có những con mắt can thiệp ngược trở lại. Yuki bị làm choáng, người ta mất phản công, lao thẳng vào trụ, đó chính là Hazmat. Và Yuki vẫn lùi về. Cái tình huống quăng cái tứ tự tái hơi có ý đồ của Taki. Còn khu vực rừng trên là hiện bị tấn công, anh ta bị chân bị hất tung luôn. Và Nugu có được mạng hạ gục. Một pha nằm xuống khu vực rừng trên ở cái thời điểm mà rồng 4 giây nữa ra. Nhưng mà bên phía Secret có được lợi thế hơn khi họ đã được con sứ giả khu vực đường giữa. Lính thì nó chưa đẩy khu vực đường trên, và cái trụ khu vực đường trên thì đầy máu. Hazmat dịch chuyển ngược trở lại, anh ta còn mất cả cái tốc biến ở khu vực này. Rồng sẽ được mở ra dành cho phía của Secret. Được không? Khi mà bên phía của MB cũng đang tập trung một vài người quanh khu vực này. Quyết định của team Secret là đang ăn rồng với 3 người. Dịch chuyển, Nugu và MB tiến ra. Đây sẽ là một pha 3v5. Và bên phía của team Secret đang kẹt lại. Tốc biến làm gián như thành công mọi người của SD. SD bị dồn sát thương. Anh ta cố gắng chống cự, nhưng còn đó là không thành công. Đã phải xuống. Yuki đã có được mà hạ gục. Kian mất tốc biến, MB đang đuổi lên. Là một tình huống sư hoành tráng, hất tung được hai người của Zodiac. Và Taki bị chân ngược trở lại. Có được mà hạ gục. Rút tiền thành công từ Slowzy. Và bên phía của MB có rất nhiều lợi thế. Họ sẽ có thể có được con rồng này. Với pha giao tranh này có được màn hàng gục dành cho Slowzy, thực sự cái thế trận đang quay ngược trở lại dành cho đội hình của MBE. Secret họ xử lý một pha giao tranh thực sự có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên đó chính là mạng nằm xuống vùng trên của Hero, và sau đó thì Hazmat chính là người dịch chuyển lên. Rõ ràng họ biết là người chơi rừng mình không có dịch chuyển, họ không tính được cái dịch chuyển đến từ vị trí của Nugu. Thì đây Yuki và Nugu tập hợp ở khu vực đường dưới, lợi thế là 4-3 trong hầu hết cái giai đoạn giao tranh. Và sau đó Slowzy tới, những người đồng đội người ta làm nền, anh ta cứ thế và rút tiền mà thôi. Một cái lượng lợi thế lớn được chảy vào túi của MB. Họ ngắt nhịp linh hồn rồng, rút ngắn khoảng cách về tiền và rút tiền dành cho Slowzy, giúp cho thời điểm hiện tại điểm mặt Slowzy hoàn toàn có thể có được cho mình hai món trang bị. Còn trong khi đó phía bên kia thì SD vẫn đang kiện một chút ở trong món trang bị thứ hai của mình, đó là thần kiếm Muramana. Ít nhất thì ta cũng đã farm xong cái số đến từ cái nước mắt rồi. Lúc đầu thì chúng ta đặt ra một số câu hỏi dành cho phía của MBE, đó chính là đội hình của họ cần có được khoảng thời gian dành cho Azir, dành cho Jack để có thể farm về sau khi mà họ phải gặp được áp lực rồng sớm khi phía của Secret đã lấy được hang rồng. Nhưng ở thời điểm này họ đã ngắt được cái nhịp lên 4 rồng dành cho phía của Secret, sẽ có được rất nhiều khoảng trống, thậm chí là 50 phút nữa dành cho phía của MB. Và khi mà Azir có đồ, khi mà Jack có đồ thì thực sự Annie và Ezreal sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Mà đội hình của họ co cụm lại để phòng ngự những cái đợt lao vào đến từ Jack, thì đó cũng sẽ là cơ hội dành cho Nugu để thực hiện những tình huống Supreme Shuffle. Một ngày thi đấu mà bên phía của Hazmat làm tốt, tuy nhiên team Secret lại mắc một cái lỗi chí mạng mà họ luôn luôn mắc từ trước tới giờ, đó chính là họ muốn làm quá nhiều việc một lúc. Hero đép khu vực trên, anh ta nằm xuống rồi, thì dịch chuyển ngược trở lại của Hazmat lên khu vực nửa trên, đồng ý là mất trụ thì nên bỏ con rồng trong pha vừa rồi. Chứ bên phía của MB đã tập trung 5 người ở quanh khu vực ăn rồng mà team Secret vẫn cố ăn rồng, thì thật sự đó là cái quyết định không hề sáng suốt tí nào cả. Bây giờ hai bên đang kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực hang Baron. Thời điểm này sẽ không phải là thời điểm mà ép Baron, nhưng nếu như đánh nhau có mạng thì hoàn toàn có thể ép Baron được. Và ban địa chất được tung ra, muốn tìm kiếm một cái cơ hội đánh nhau và làm gán giữ chân thành công. Có thêm lần nhảy bồi vào, ép tốc biến của Son. Son cực kỳ thấm máu, SD nhảy thẳng qua tìm kiếm vào Son, bắn làm chậm liên tục. Đó là chiêu cuối được dùng, nhưng mà người lại vẫn là Kian, và dứt điểm thành công được Son. Có lợi thế về người chơi đi rừng.
Liệu rằng họ Amaron không? Họ lấy được mạng của Son rồi, nhưng mà cái chất tướng của con Ezreal thì thực sự hơi khó để cho đội hình bên phía của Secret có thể hướng tới. Con Baron này sẽ là một mạng hạ gục. Khu vực giữa thì Zodiac và Slowzy liên tục gây áp được, nhưng mà Slowzy đang bị tấn công. Có tình huống tung ngược trở lại của Zodiac. Đây là solo down, tình huống giữ khi khá tốt, nhưng cuối cùng SD vẫn phải nằm xuống. Slowzy có được mạng gục trước, sau đó Hero tốc biến tới. Anh ta tìm kiếm vào người của Zodiac. Zodiac cũng đã lùi về được rồi. Hero cũng có tốc biến tới. Người tới cũng là Gien. Hero bị tiếp cận, Hero bị tấn công. Và Hero nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống. Đã phải nằm xuống, mạng gục dành cho Nugu. Bây giờ đã có lợi thế về người dành cho bên phía của MB. Một pha giao tranh mà đội hình bên phía của MB chắc chắn họ hài lòng với những gì họ có. Đầu tiên là cái trụ một khu vực đường giữa, sau đó là mạng hạ gục dành cho Slowzy. Anh ta nằm xuống và anh ta trước khi nằm cũng đã lấy được cái lượng tiền đến từ nội tại. Sau nó nữa thì là một mạng hạ gục rơi vào tay của Azir. Từ đầu chúng ta đã nói là liệu rằng anh ta có thiếu sát thương hay không, nhưng không, anh ta có được cái lượng tài chính mà trở lại. Ba mạng hạ gục là quá đủ để con Azir này có thể kéo ván đấu. Và đây, một pha xử lý của Taki với cái tố kiên cường chặn đi cái lốc xoáy tử vong. Nhưng sau đó Slowzy cũng tốc biến ở sau lưng để có thể có được mạng hạ gục đến từ Eddie. Và liên tục là những tình huống rút tiền thành công mới nằm xuống đến từ Slowzy sẽ giúp cho anh ta bắt đầu vượt hơn về đồ so với lại SD phía bên kia. Và ngưỡng sức mạnh đến từ bên phía của MB thời điểm hiện tại đang nhỉnh hơn so với Team Secret. Mặc dù lượng tiền thì Team Secret vẫn đang hơn, nhưng họ đang hơn một nguồn sát thương rất là lớn, đó chính là con Raven này. Cân tiền nhưng mà chất đội hình thì bên phía của MB đang cho phép họ có thể đánh chậm và kéo dài cái ván thi đấu này. Còn đội hình bên phía của Secret, hai người đáng xanh nhất đó chính là Viego và Riotin. Nhưng mà con Viego cần rất nhiều khả năng dùng sát thương đến từ đồng đội của mình để thực kích hoạt được chiêu cuối và nội tài thống trị tối cao. Tuy nhiên phía kia đang có được đó chính là Puppy và một cái phân chia thiên hạ đến từ Nugu. Rất khó để hai vị tướng này lao vào. Và thậm chí là cái vấn đề ở khu vực sau nó cũng sẽ rất là lớn, khi mà vị tướng Jack này cũng đã bắt đầu có được những cái mạng hạ gục và món đồ tiếp theo anh ta lên. Đó chính là một cái rìu đen. Cái điểm đáng trông chờ của Team Secret ở trong những cái tình huống trước đó để có thể tính đến tình huống này là từ nãy đến giờ HMS chưa tham gia giao tranh quá nhiều. Anh ta cứ đứng ở hai mạng từ nãy tới giờ, có được cho mình hai món trang bị rưỡi. Cái ngưỡng sức mạnh của Team Secret có được thời điểm tại đó chính là cái combo của Annie và Rinatong. Annie thả gấu và Rinatong sẽ bơi vào quẩy. Thì đó sẽ là combo tạo ra được rất nhiều sát thương dành cho bên phía của Team Secret, và họ cần phải đánh xoay quanh cái combo này. Và có thể sẽ là một con rỉa tên mọc sau để có thể ép vào một cái thế giao tranh bên phía của Secret. Không, bên phía của MB không biết phải xoay hướng nào. Nhưng mà MB họ nãy giờ họ cầm nhịp rất là tốt, họ giữ nhịp, họ không lao vào những pha giao tranh vội vàng. Và đây một cái đĩa mặt trời kiểm soát lượng tầm nhìn của vùng giữa. Và bên phía của Secret thì quyết định là cũng chặn luôn lực lính này. Jack trong tay của Yuki nãy giờ chưa về mua đồ, anh ta vẫn chưa lên cho mình hẳn một cái rìu đen. Bên phía của Hazmat thì đã có rìu đen và thậm chí anh ta có được một cái mảnh Hazmat ở cái sáu. Anh ta làm kén vào người của đối phương, tiếp cận vào người của Slowzy, nhưng mà Slowzy đã an toàn rồi. Hai miếng tấn công trở lại và đã có được hạ gục dành cho bên phía của MB. Họ tiếp tục đánh thêm khi mà ép thêm đường tốc biến đến từ SD. Bên phía của Team Secret đánh ngược trở lại, làm kén hai người tốt của Hero, nhưng sau đó không có xét vượt bội thêm và Team Secret mất người. Từ nãy theo phía của MB lao vào giao tranh không cùng nhịp, nhưng bây giờ người lao vào không cùng nhịp đó chính là phía của Secret. Bên phía của MB có một nội tại, một cái đĩa mặt trời nằm ra đó. Đội hình của họ rồng có được cái khoảng trống, vẫn muốn đánh rồng. Và cùng ánh sáng vừa bắn ra dịch chuyển người trở lại của Hero, anh ta sẽ đầy máu. Gấu vẫn còn đang đứng kế bên Hero, cho nên chắc chắn pha này Hero sẽ không có tình huống triệu hồi Tiber. Rồng vẫn còn đang được ăn, có mắt phía sau. Nugu có dịch chuyển, có dịch chuyển, có thể dịch chuyển được cả bên phía Yuki. Đây đã có dịch chuyển rồi, rồng đang trong tầm cạnh tranh và bây giờ dịch chuyển ngược trở lại. Họ đánh ngược về hướng của Yuki. Yuki bị làm kén, Yuki bị tấn công, dịch chuyển ngược trở lại đến từ Hazmat và Yuki đã phải nằm xuống. Hero có được mạng hạ gục. Team Secret đang có lợi thế về người, họ đánh lên bên phía của MB phải nhả con rồng này. Son phải chạy, Zodiac phải chạy và Gien vẫn đang chịu thua. Anh ta đang cầm sát đến từ vị trí của Yuki, lao thẳng vào dùng tuyệt mệnh rút ra một nhịp và Team Secret đã tạo ra được thế bắt đầu thành công. Phần còn lại của MB gần như là bị kẹp ngược trở lại. Cố gắng chạy, bấm đồng hồ. Hazmat lao vào làm kéo vào Slowzy. Người tới là Son, tiếp cận vào Hazmat. Pha hạ gục cực kỳ đẹp đến từ Hero. Và đó là SD có được double kill với không ánh sáng. Cuối cùng người nỗ lực dùng chiếc cuối nhưng không đủ, là một tình huống quét sạch hoàn toàn dành cho Team Secret. Một pha giao tranh hơn về người đến từ phía của MB, nhưng mà hai cú dịch chuyển nó thật sự tai hại. Đó là hai cú dịch chuyển rất xa nhau. Một cú dịch chuyển ở cái bụi ở khu vực giữa, còn cú dịch chuyển ngược lại là hai màu đỏ bên phía Secret. Đội hình của họ bị bắt lẻ khi mà Yuki
quá đơn độc, anh ta nằm xuống. Và sau đó Hashmet hồi sinh, anh ta quay ngược trở lại với tốc biến, với thần cá sấu, với một lượng tài nguyên cực kỳ nhiều và hình phía của Secret. Thậm chí là Soul G không còn năng lượng trong pha vừa rồi. Pha cầu kéo cực kỳ tốt của Kian để sau đó các thành viên còn lại của team Secret tạo ra thế bánh mì kẹp hình. Và toàn bộ đội hình của MB nỗ lực dìu dắt nhau về của họ, khiến cho họ phải đi chung với nhau cả bốn thành viên. Và pha thả gấu quá sức đẹp của Hero. Tất cả là nhờ Hero. Game này nếu như có chiến thắng thì tôi sẽ cho Hero một phiếu MVP. Thật sự quá khủng khiếp. Nhưng một phần nào đó thì cái sai lầm trong hai cái pha dịch chuyển đó đến từ đội hình của MB đã khiến cho họ phải trả giá ở một pha giao tranh. Họ mất rồng, họ mất luôn toàn bộ những mạng hạ gục, và thậm chí là hai mạng hạ gục double kill dành cho SD. Ezreal trong tay của SD đang thực sự trở lại, anh ta hoàn thành cho mình thần Kimura Mana, đã có được luôn hai mảnh để lươn cho mình, đó là cây thương một phần rồi. Và cái vấn đề nó thể hiện rất là rõ trong pha vừa rồi, đó chính là Nugu. Anh ta cầm rất là nhiều tài nguyên của đồng đội, nhưng anh ta lên hơi nhiều đồ thủ ở trong thời gian đầu, nó khiến cho cái lượng sát thương đến từ bên phía của MB trong tình huống đó nó bị thiếu hụt một chút. Đâm ra team sẽ định lại rất là dễ chơi với combo của cá sấu và Annie. Ở một góc nhìn khác thì tôi nghĩ là cái lượng trang bị này dành cho Nugu vẫn tốt để cho bên phía của MB có những pha giao tranh. Tiếp cận với người của Hamed. Hamed làm cái ngược trở lại, và bên phía của MB đang cố gắng là điều người qua hướng của Yuki, nhưng tốc biến đẩy vào tường. Hamed đã bị tấn công, có luôn cả một pha thần tốc, và Hamed quy thôi cực kỳ nhiều máu, cuối cùng cũng phải nằm. Mạng hạ gục là dành cho Slowzy, và bên phía của team Secret đang thua người, họ bị giữ thêm cả Taki nữa. Taki cố gắng lết về nhưng còn đó là không thành công. Khi đó là Yuki lao vào làm chết được rất nhiều thành viên. Nugu đã có được mạng hạ gục rồi, và MB đã có được lợi thế về người. SD cố gắng tiến lên bắn nhưng còn đó lời vẫn chưa có được mạng hạ gục, và tốc biến tới tiếp cận có được mạng hạ gục đến từ vị trí của Nugu. Anh ta tạm thời đã đủ sát thương. Người duy nhất nằm xuống đến từ đội hình của MBE đó chính là một người chơi hỗ trợ Zodiac mà thôi. Baron sẽ xuất hiện, và liệu rằng đội hình phía của MBE có tiến tới hay không, khi mà lượng sát thương DPS chính của họ là Azir, là Draven vẫn còn sống, nhưng mà Slowzy cần phải cẩn thận vì anh ta có thể bị bắt ở vị trí này. Hơn 3 người, chính xác là hơn 2 người khi mà Zodiac cũng nằm xuống, nhưng mà bên phía của MBE đang rất từ tốn trong việc là tiến vào. Tốc biến làm chán giữ chân vào người của Slowzy, và Slowzy rất thấp máu đã mà nằm xuống kèn có được mạng hạ gục. Mạng hạ gục solo kill, anh ta dùng sát của Slowzy ném người trở lại, bấm đồng hồ. Nugu cực kỳ thấp máu, Hero tiến ra tìm kiếm và dứt điểm thành công được vị trí của Nugu. Người ăn mạng là Kian, và pha này bên phía của MB không có được cái tình huống tấn công vào Baron. Một pha di chuyển đến từ Slowzy, và anh ta đứng đơn độc một mình. Kian một mình lấy được hai mạng hạ gục đến từ hai sát thương DPS mạnh nhất bên phía của MBE, và ngăn chặn hoàn toàn cái pha bên phía của MBE có thể ăn được con Baron. Liên tục là ăn miếng trả miếng, và cái thế trận ở hình hiện tại đang rất là căng. MB tôi nghĩ rằng là đã bắt đầu đủ đồ dành cho vị trí của Nugu rồi, còn trong khi đó đây là một pha mà Hamed gọi là tự tin thì cũng có cơ sở, nhưng mà anh ta không ngờ được rằng cái rìu từ xa của Slowzy nó lại đâm to đến như vậy, dứt điểm luôn cả anh ta ở cái ngưỡng máu rất là lớn. Bây giờ thì bên phía của MB quan trọng là họ có ngắt nhịp được linh hồn rồng của team Secret hay không mà thôi. Thật ra là cái pha giao tranh đó, đội hình của phía Secret đứng khá gần Hamed, anh ta tự tin rằng là bên phía đánh nhau đồng đội của mình có thể giữ được. Hai dịch chuyển vùi đường trên, SD đã tới, có lẽ sẽ phải lui về. Gấu vẫn sẵn sàng trên người của Hero khi anh ta tích full cho mình nội tại. Đây sẽ là đội hình bên phía của Secret kiểm soát hoàn toàn cái lượng tầm nhìn. Slowzy cần phải tập trung với nhiều đầu của mình. Son chỉ nói mình đó là một cái tóc miếng ma thuật. Áp lực vào Baron à? Hết rồi nha. Đây áp lực vào Baron, 4.000 máu của Baron, 3.000 máu, 2.000 máu. Baron trong các cạnh tranh, Baron đã có cho bên phía của team Secret rồi. Và giờ họ đánh ngược ra, họ làm kế vào Zodiac. Zodiac lùi về đường với lượng máu rất thấp. Nhưng sau đó thì Hero tới, tóc biến dứt điểm thành công. Yuki cũng cực kỳ thấp máu, anh ta đã phải nằm xuống là double kill cho Hero. Và team Secret đang đánh lên, đó là Kian lao qua, dùng chiêu cuối tiếp cận vào Solozy, lượng sát thương của Solozy là nhiều, cho nên tạm thời Solozy không nằm, người nằm là Kian. Nhưng team Secret đang bám vào người của Son, Son một chấm máu, sát thương chưa đủ và Son vẫn lùi về được. SD cố gắng bắn, không trúng ai cả, và bên phía của team Secret hài lòng với Baron và việc hơn người. Mặc dù đội hình bên phía Secret có được một pha mở giao tranh khá là đẹp khi mà họ có áp lực vào Baron, và đội hình bên phía bên kia Yuki không còn lượng sinh lực nữa, anh ta phải nằm xuống khá là sớm, nhưng đây là sức mạnh của một con Azir rất nhiều lượng trang bị. Anh ta giữ cho mình đó là một cái phân chia thiên hạ, khiến cho đội hình bên phía của Secret mặc dù hơn người nhưng mà họ vẫn không dám lao vào, thì vẫn đó là một cái phân chia thiên hạ, một cái tốc biến, và khi họ lao vào không còn lượng tài nguyên. Con Azir với chinh phục và một cái
Nanaso thiệt hồi Nugu có thể phải ôm hận, anh ta cần phải chạy. Nugu combo chạy được nhưng Son bị bắt, người đang bị tấn công là Son, anh ta bị đánh làm choáng với nội tạng đánh ngất ngư và anh ta đã bị dứt điểm bởi SD. Sau đó là tốc biến làm choáng đến từ Hackman, tiếp cận với Nugu, Nugu mất tốc biến và quy chưa chuẩn xác, phần kia hạ tung ra và Nugu chạy về được với combo của mình. Bên phía của MB mất người chia đi rừng thì thua trừng phạt, chắc chắn là team Secret sẽ áp lực vào khu vực hang rồng. Linh hồn rồng hóa kỹ là thứ mà bên phía của Secret đang hướng tới, một chiến lợi phẩm tuyệt vời cho những nỗ lực của họ. Một pha giao tranh mà Son đang có ý định đó là bọc vòng phía sau, nhưng anh ta mới là con mồi bên phía của Secret hướng tới, mất đi người chia đi rừng và người chơi đường giữa không còn được tài nguyên. FPE thả luôn con rồng này dành cho bên phía của Secret, họ ăn một con rồng rất dễ dàng và bước tiếp theo sẽ là con Baron. Bộ lại Baron vẫn còn trên các thành viên của Team Secret, cho nên cái bước tiếp theo của Team Secret sẽ là tận dụng bùa lại Baron để có thể đẩy vào các khu vực đường. SD vẫn còn cầm bùa lại Baron. Đây là một chất tướng tận dụng bùa lại Baron rất là tốt với cái khả năng quy từ xa của mình với bùa lại Baron được cường hóa lên. Hơi nhầm một tí, một pha giao tranh mà bên phía của Secret ép rất nhanh và bên phía của MB không có được những câu trả lời thích đáng. Đây là một sức mạnh của đội hình linh hồn rồng bùa lại Baron. Những thứ mạnh nhất trong bản đồ đang tồn tại trên người của Secret. Và với đội hình này, đội hình của MB tôi nghĩ là chỉ có được khả năng ép giao tranh đến từ một con bài Azir với những góc đẹp mà ta đẩy được ngược đội hình bên phía của Secret về mà thôi. Nhưng nếu như cứ giữ một thế như này, Hero chỉ cần giữ được cái nội tại của mình trên người đứng cạnh SD mà thôi. Bên phía của MB rất khó. Và bây giờ lại thêm Taki dựng tối kiên cường, tập đánh dài và kết hợp với những con lính được bắt bởi Bula Baron sẽ là cái tác động rất lớn ở khu vực trên. Khu vực đường dưới thì Yuki được cất cử ra để đẩy cái trụ hai khu vực dưới này sẽ có tiền thưởng mục tiêu 3m. Nhưng mà Hackman đang rất là khỏe cho nên anh ta không ngần ngại có được trụ 3 khu vực đường trên, có được nhà lãnh khu vực trên nỗ lực từ Yuki, đó chính là trụ 2 khu vực đường dưới. Nhưng đủ hay không, Yuki sẽ phải tốn rất là nhiều nhịp để có thể lùi về. Đã có được trụ bao vây chính đầu tiên, bên phía của Team Secret hài lòng với việc có được trụ bao vây chính và họ giật ra khu vực đường giữa, họ lấy trụ ba khu vực đường giữa. Son lao vào có vẻ là hơi đơn độc nhưng Team Secret quyết định là không đánh vào Son, họ đánh vào nhà lính của đối phương và MB đã tới với rất nhiều thành viên rồi. Team Secret quyết định là lùi về, điểm mặt trời được dựng ra và Yuki quay ngược trở lại. Đội hình bên phía của MB đang phòng ngự tốt ở khu vực đường giữa, họ đang muốn ép giao tranh nhưng mà Secret đang lùi rất nhanh, họ không cho phép đội hình bên phía của MB lao vào. Khi họ có Ezreal, họ có Taki thì hai con tướng này có những cái khả năng làm chậm rất tuyệt vời, với khả năng làm chậm đến từ bộ chiêu thức của Brom và những cái cú phát bắn thần bí kết hợp với khả năng làm chậm của Thương Phục Hận. Vẫn chưa có được đường lính ở khu vực đường giữa nhưng mà cái trụ nhà lính thì đang trơ trọi rồi, không còn trụ bảo vệ nữa. Và bên phía của Team Secret cũng có được cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của đối phương. Đây là một cái khoảng cách về tiền ổn, áp lực về linh, chính xác là áp lực về cái việc hơn linh hồn rồng ổn, giúp cho bên phía của Team Secret có thể hơn về ngưỡng sức mạnh cho so với đối phương thời điểm hiện tại và tạo ra chìa khóa tìm kiếm vào nhà chính của đối phương. Những lợi thế bên phía của Team Secret đang có là nhiều nhưng mà nó cũng không đủ để khóa lắp đi những cái chất tướng. Đội hình bên phía của MB mặc dù họ đang thua thiệt nhưng vẫn có cơ sở để họ có thể quay ngược trở lại trong những pha giao tranh này khi mà con Azir này đang có một ngưỡng trang bị cực kỳ nhiều. Và nếu như làm tốt thì MB hoàn toàn có được những pha giao tranh gọi là cân kèo so với phía kia. Ở trong cái pha giao tranh tiếp theo sẽ là một pha giao tranh mà bên phía của Team Secret sẽ dùng tiền để đè người. Họ hơn 4.000 tiền. 4.000 tiền hơn này được dùng để đầu tư vào những món trang bị có khả năng cầu kéo, bao gồm giáp thiên thần của Kian, một cái đồng hồ của Hermes cộng với đồng hồ trên người của Hero sẽ giúp cho Team Secret sẽ có một cái lợi thế tương đối. Vấn đề là không còn bù lợi Baron nữa. Bên phía bên kia Slowzy cũng sẵn sàng với thanh tẩy với đồng hồ liên động. Còn Yuki và lao ra, của Zodiac, và để chân trả ngược trở lại. Và bên phía của Team Secret tạo thế lấy được trụ hai khu vực đường dưới, đánh lên tìm kiếm vào Son và Son đã lùi về rồi. Nhưng đợt lính siêu cấp khu vực đường trên đang đẩy nha. Vừa rồi thì một tình huống đứng cao của Yuki đã khiến cho bên phía của MBE mất đi cái trụ hai khu vực đường dưới. Còn đội hình bên phía của Secret họ lùi rất nhanh. Đội hình của họ bây giờ đánh nhấp nhả khá là tốt, cho nên họ không cần phải vội lao vào những pha giao tranh để tạo cho bên phía MB có được cơ hội quay ngược trở lại và dẫn trước. Thì nó thực sự sẽ rất khó khăn dành cho Secret khi mà chất tướng bên kia là Azir, là Zac. Nếu như để mất lợi thế thì đội hình của Secret sẽ thực sự gặp khó ở giai đoạn cuối ván thi đấu như thế này. Đội hình của Team Secret là đội hình đánh lùi được với chất tướng của Brom và Ezreal.
Cho nên đâm ra nếu như MB muốn tạo đột biến thì cũng sẽ gặp một vài khó khăn nhất định, trừ khi là team Secret chủ động mở và họ mở lỗi thì may ra MB mới có thể đánh lên và dùng cái phân chia thiên hạ, dùng những cái chiêu thức của mình để có thể lật ngược được thế cờ. Còn bây giờ sẽ là áp lực quanh khu vực Hyperdon. Vừa rồi thì cái pha bị bắt bớ lại đến từ Yuki đã khiến cho Zodiac mất đi cái chuông bảo hộ, và vừa rồi anh ta cũng mất cả một cái tốc biến. Đây sẽ là những cái điểm thiệt cực kỳ khủng khiếp dành cho đội hình bên phía của MB khi lao vào pha giao tranh ở hai round này. Phép hỗ trợ đến từ Secret là đủ. Bắt đầu đánh. Rồi lại đến từ Yuki. Bắt đầu đánh. Đã di chuyển rồi và Hero tìm kiếm vào người của Zodiac. Zodiac mất rất nhiều máu, không vào Aron được. Và sau đó họ tìm kiếm vào người Hero. Hero dùng tốc biến thoát khỏi tầm tấn công của Zodiac. Hero bấm đồng hồ. Baron trong tầm cạnh tranh. Baron thuộc về bên phía của MB và cướp Baron tốt. Nhưng sau đó thì họ đang mất rất nhiều máu. Người đầu tiên đang xuống là vị trí của Yuki. Team Secret sẽ đòi lại những màn hạ gục thay cho con Baron. SD nhảy lên tìm kiếm vào các thành viên của MB. Là dịch chuyển từ Hazmat. Chuyển từ Hazmat. Anh ta còn tốc biến. Dịch chuyển đến từ Hero. Họ sẽ tìm kiếm vào người của Nogu. Nogu dùng vị trí hạ, anh ta đã bị lập kế rồi. Tốc biến tiếp cận. Nogu combo cộng tốc biến chạy về được. Và sáng. Dừng lại chưa? Chưa. Chưa dừng lại. Hero. Tất cả sẽ là nhờ Hero. Anh ta đang tới. Ô, anh ta bị đánh ngược trở về. Và phần còn lại của team Secret vẫn tiến lên là SD tốc biến bắn chức để đánh của Zodiac. Quy tiếp tục chuẩn xác. Nogu cực kỳ thấm máu. Anh ta phải lùi về. Slowzy né được Quy. Nhưng đánh thương thì không né được. Bấm đồng hồ. Câu giờ cho đồng đội, nhưng không có đồng đội xung quanh. Anh ta dùng tốc biến tự sống được. Son đang cố gắng chặn lính bên ngoài. Son đang cố gắng chặn lính. Bây giờ đội lính này có đủ để giúp cho bên phía của Team Secret endgame hay không? Có bùa lợi Baron được kích lên dành cho những con lính của MB. Và hai đường đã có rồi. Quyết định từ Team Secret là rồng 13 giây nữa. Họ lùi về, giật về rồng. Họ quyết định là không đánh mạo hiểm, tại vì họ thấy những cú chọc đến từ một con Azir ở lượng ngưỡng trang bị này nó đang thực sự khủng khiếp. Nếu như đánh rơi nhưng mà hờ gục ở pha đẩy cao này và họ không end được ván thi đấu này thì thật sự linh hồn rồng ngàn tuổi sẽ khiến cho hình viết của Secret có thể phải ôm hận. Họ lui ngược trở lại, họ giành quyền kiểm soát ở con rồng này bên phía của MB, bắt buộc phải ra. Họ đang đẩy nhanh cái thế lính ở khu vực đường giữa. Họ sẽ cố gắng là kiểm soát con rồng này chăng? Không, lượng máu của SD không phục vụ cho điều đó. Và thứ mà team Secret cố gắng làm đó chính là hồi lại những lượng máu cần thiết. Họ đã về nhà rồi, chiêu cuối thì sắp hồi, hồi đủ rồi, hồi đủ đến từ bên phía của team Secret rồi. Hero bắt đầu đánh. Đó là bàn địch chấn tung ra. Đó là tình huống hai người cuối, hai người đến từ Hero nhưng ta bị đánh ngược trở lại. Anh ta đã phải đâm xuống mà cũng set down là dành cho Son. Bên phía của team Secret vẫn đánh lên. Khi mà SD được bắn ở phía sau, Yuki bấm đồng hồ là một đối một, lượng máu của MB là thấp hơn và liên tục là những tình huống nguy chuẩn xác đến từ SD khiến cho MB ôm đầu máu và họ rút ra khỏi khu vực hang động một nhịp. Họ cần có nhịp để biến về. Còn team Secret thì chắc chắn là sẽ không cho cái nhịp đó. Kien là người tiến lên, làm kế không trúng ai cả. Người đứng ở bên cánh là Son, gồng tóc biến mà thôi, chưa tiếp cận vào ai. Và bên phía của MB vẫn đang nhấp nhả ở bên quanh khu vực hang động mà thôi. Còn team Secret họ đang muốn ép đánh. Pha này họ ép đánh vì đang lợi thế về máu. Và Kien là người đứng ở trên. Vòng một góc nó tương đối đột biến nha. Anh ta đã bị thêm tình rồi. Đó là một cái con mắt được cắm ra và phát hiện được tầm nhìn của Kien. Bên phía của SD đẩy đường giữa. MB vẫn đang bị kẹt ở quanh khu vực hang rồng. Họ chưa lùi về được. Rất khó, họ đang tận dụng bùa Baron cản về được. Và Taki cản được. Taki kiến tiến lên, anh ta cản được một người. Một người đang có thể về là Nogu. Anh ta về được rồi. Anh ta về được và nhà chính đến từ bên phía của MB. Đang có hai người nhưng ở bên trong quanh khu vực hang rồng thì các thành viên của MB đang mất người. Là Son bị tấn công. Bật cho mình W cố gắng chạy. Tốc độ đi chậm đâu anh ta là kịp hay không? Đó là không. Khi trước mặt anh ta chính là SD. Và đây sẽ là rồng ngàn tuổi dành cho bên phía của Secret. Một pha giao tranh mà bên phía của Secret đã có được những pha xử lý tính toán tốt hơn khi mà cắt chiều cuối, chiều cuối. Chiều cuối bắn xuống. Kéo về. Kéo về. Chẳng ổn. Anh Trí tính hơi xa. Anh Trí thực sự tính hơi xa và thậm chí là Taki cũng tính xa như thế. Anh ta chặn một cái tối kiên cường ra để phòng ngừa cái lượt về đến từ cái lóc xoáy tử vong. Linh hồn rồng ngàn tuổi, linh hồn rồng hóa kỷ, mất hai người. End được không? End được không? End được không? Câu hỏi thời điểm hiện tại là end được không? Khi mà chỉ còn một trụ bởi vào nhà chính mà thôi. Và cái trụ được con Azir dựng lên cũng đã bị mất đi rồi. Bên phía của team Secret đang tận dụng lợi thế về mặt linh hồn rồng. Rồng ngàn tuổi và rồng hóa kỷ bắt đầu bằng thời cá sấu. Hero lao vào là cả rất nhiều người. Và sau đó là niềm hy vọng của Emi đã bị dập tắt. Nogu nằm xuống đầu tiên, Yuki cố gắng chơi nhưng đó là không thành công, đã phải nằm xuống. Đó là hai mạng hạ gục thêm. Và bên phía của TS sẽ cố gắng đánh vào trụ hai bảo vệ nhà chính. Mất giáp hồi sinh là Slowzy. Qua đơn độc, Slowzy nằm. Và MVP ở trong bài này sẽ rất tiếc nếu không giành cho Hero. Hoàng đế Sulima gục ngã và cô bé quàng khăn đỏ Hero lên tiếng.
2-0 dành cho Secret, và họ đang có được một ván thi đấu rất nhiều cảm xúc. Và thực sự là cách thi triển ván thi đấu này đến từ Secret cực kỳ chặt chẽ. Họ có nhiều lợi thế nhưng họ không vội lao vào. Họ có những cái bước tính toán khác để ép cho bên phía của MB phải bị cuốn theo cái lối chơi của mình. Một cái chiến thắng rất nghẹt thở của team Secret ở trong ván đấu thứ hai. Và MB lại tiếp tục là MB, lại tạo ra những cái hy vọng. Và cuối cùng thì lại không đáp ứng được đủ kỳ vọng khi mà họ lại thất bại ở trong những pha giao tranh quan trọng nhất. Nhưng người xứng đáng nhận được nhiều lời tán dương nhất trong ngày hôm nay chắc chắn là Hero. Anh ta có được MVP với con Gwen ở trong ván đầu tiên. Và trong ván đấu thứ hai, anh ta cầm con Annie, dùng những tình huống triệu hồi Tiber của mình, lật ngược tình thế và cho bên phía của tôi Secret. Tôi nghĩ thật sự sẽ là một điều rất là đáng tiếc nếu như mà MVP ở ván thi đấu thứ hai không rơi vào tay của Hero, khi anh ta đang có một màn thể hiện ở một vị trí mà anh ta không hề sở trường. Nhưng mà cái lợi thế anh ta đem lại, đây là một cái lượng sát thương anh ta cân so với SD luôn. Thật sự rất là khủng khiếp, với một chất tướng mở giao tranh và nghiêng về làm nền hơn là carry như là Nugu bên phía bên kia. Nhưng mà những đóng góp của Hero là thật sự khủng khiếp. Những con gấu anh ta thả vào thì địa chỉ mà anh ta tìm tới luôn luôn là Nugu, luôn luôn là Slow Z. Thật sự anh ta không cho hai carry bên phía bên kia chơi game trong trận đấu này. Hoàn toàn là bị thu hụt sát thương đến từ Slow Z ở giai đoạn về sau của ván đấu. Con Raven đồng ý là có thể rút tiền được ở trong khoảng thời gian đầu, nhưng mà góc chơi game của con Raven này ở giai đoạn về sau rất là khó. Băng địa chấn có, tốc biến thả gấu có, và chưa kể đó là một con cá sấu sẵn sàng với hai lần cắt và sát cộng với tốc biến lao vào tiếp cận. Cho nên hoàn toàn không có cửa gây đam dành cho con Raven của Slow Z. Mặc dù cái lượng sát thương đến từ vị trí của Nugu là có ở khu vực ở giữa, nhưng anh ta không có sát thương dứt điểm. Anh ta cố gắng xỉa, anh ta cố gắng làm mềm các thành viên của Tsurin nhưng vẫn là không đủ, vì các thành viên của MB vẫn còn thiếu một chút gì đó, chính xác là sát thương, để có thể tìm kiếm vào những màn hạ gục. Một màn thể hiện mà bên phía của Secret đang cho chúng ta thấy Hero đang là một cái tên tỏa sáng thực sự trong trận đấu này. Khi mà anh ta lúc trước chúng ta đặt câu hỏi là nếu như không phải là những bệ tướng hùng được trên thì anh ta có sử dụng được những pháp sư hùng địa giới không, thì ngay lập tức ván thi đấu thứ hai, một bài Annie đi tốt ở giai đoạn đi đường, và những cái góc anh ta sử dụng con gấu của mình trong giao tranh thật sự là những con gấu rất chết chóc. Bên phía của MB cũng đã có một cái ván đấu rất là cố gắng để có thể tìm kiếm cơ hội ngược trở lại cho mình ở tầm giữa ván đấu, cũng có cơ hội dành cho họ, nhưng bao nhiêu đó vẫn là không đủ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn phỏng vấn của MC Remind để biết xem cảm xúc của tôi sẽ được thời điểm hiện tại là gì. Xin cảm ơn hai bình luận viên Ngọc Thiên và bình luận viên Minh Trí ạ. Và xin chào tất cả các bạn đang đến với phần phỏng vấn sau trận đấu giữa Remind và Hero đến từ đội tuyển Team Secret. Em xin chào Hero ạ. Dạ. Em xin chào chị Remind với mọi người khán giả đã xem ạ. Vâng ạ, vừa rồi là một trận đấu vô cùng hấp dẫn, và xin chúc mừng bạn và Team Secret đã có cho mình một chiến thắng gọi là rất là thuyết phục. Vậy thì trong trận đấu vừa rồi bạn đã có cảm xúc như thế nào sau cái chiến thắng vừa rồi? Em cảm thấy khá bình thường thôi, tại nhìn là biết win chắc rồi. Vâng ạ, vậy thì ngày hôm qua và trong những lần gần đây thì team bạn đã có những cái kết quả không được mong muốn cho lắm. Thì team Secret và cũng như là Hero đã vực dậy tinh thần như thế nào sau những cái thất bại như vậy? Thì anh Hậu cứ dạo này phong độ không tốt thôi. Thì em ra đánh giùm một hôm thôi, chứ ra đánh giùm một hôm mà chứ không đánh hoài. Ý của Remind đó chính là sau khi mà gọi là mình có những cái phong độ không tốt trong những cái trận vừa qua thì team bạn đã vực dậy tinh thần như thế nào ấy? Thì cố gắng động viên mọi người cố lên thôi chứ không biết nói gì vậy. Là team của mình cố gắng động viên. Yeah, cố gắng động viên. Mọi người đánh hay lên xíu là win thôi. À, cảm ơn bạn nhiều. Vậy thì thật ra hồi nãy bạn mình cũng có một câu muốn hỏi, và trước đó là Hero cũng có nhắc tới đó chính là cái lý do mà hôm nay Hero chuyển ra đường giữa thì nó như thế nào, bạn có thể gọi là nói rõ hơn một chút xíu giúp mình được không? Kiểu dạo này anh Hậu tập luyện không được tốt thì kiểu như ban huấn luyện thì kêu mình ra đánh thử hôm xem sao thôi. Để anh Hậu ráng lấy lại phong độ. Hôm nay là thử nghiệm để cho Hero có thể ra đường giữa và thể hiện bản thân. Vậy thì mình có biết rằng là bạn đã từng thi đấu ở đường giữa rồi, và lần này quay trở lại với đường giữa thì bạn có cảm thấy áp lực hay không? Bạn mức độ tự tin của bạn như thế nào? Em thì lúc nào cũng tự tin, gặp ai em đụng là đánh thôi, không có gì phải sợ cả. Đụng là đánh thôi, ngay cái khi là đó là một vị trí mà bạn không thuận tay. Đúng rồi, còn trẻ mà. Vâng ạ, hôm nay là bạn có một màn trình diễn vô cùng là xuất sắc. Vậy thì bạn nghĩ rằng sau trận đấu lần này, cái chiến thắng này thì Team Secret sẽ trở lại như thế nào, thay đổi như thế nào sau trận đấu lần này?
Thì cố gắng đánh tốt để vô playoff, cứ đánh vòng bảng chuẩn bị đánh tốt vô playoff thể hiện thôi. Chứ em cũng không biết nói gì. Có nghĩa là team bạn sẽ cố gắng phát triển hơn để có thể bước vào vòng playoff, đó vẫn là mục tiêu của các bạn hiện tại đúng không? Và cảm ơn Hero rất là nhiều. Bạn có một cái lời nào muốn gửi đến tất cả các bạn khán giả sau trận đấu vừa rồi không? Em cảm ơn mọi người khán giả đã luôn ủng hộ, động viên team. Vâng, cảm ơn Hero rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đang theo dõi phần phỏng vấn sau trận đấu giữa Remind và Hero. Xin một lần nữa chúc mừng team Secret cũng như là Hero đã có cho mình một chiến thắng rất là thuyết phục như vậy. Và bây giờ hãy cùng Remind quay trở lại với bàn bình luận để chúng ta có thể theo dõi những tâm điểm của trận đấu vừa rồi nhé. Cảm ơn MC Remind và Hero với màn phỏng vấn vô cùng thú vị vừa rồi. Một tinh thần gọi là đến là đón đùa là trùng đến từ Hero, không ngán ai cả. Và Hero cũng chia sẻ đó là Artifact có phong độ không tốt, anh ta đánh thử một trận nhưng mà đánh thử mà cái phong độ như này thật sự là Artifact ở nhà tay chân chắc cũng đang hơi rung. Và cái khoảng thời gian họ đang đạt phong độ không tốt thì họ cũng đã nói với nhau rất nhiều về tình bạn. Đúng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau cái trận đấu ngày hôm nay, khi mà lấy lại được sự tự tin dành cho Hero như thế này, thì ở trong khoảng thời gian về sau, các đối thủ của Team Secret sẽ hơi bị lo sợ một tí. Yeah, khi mà hai người chơi đường trên của Team Secret sẽ rất là tự tin. Ngày hôm nay cũng là ngày thi đấu rất là tốt của HMED nữa. Rồi chưa kể đó, nếu như mà Artifact có được cái phong độ tốt ngược trở lại, có được cái vị trí ở khu vực đường giữa, thì đội hình của Team Secret lại càng đột biến hơn về mặt chiến thuật. Và những cái sự đột biến Team Secret sẽ đưa ra ở trong khoảng thời gian về sau là tạo ra được rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Thực ra đối đầu với những chất tướng pháp sư farm về lây khu vực đường giữa thì hoàn toàn có thể đem ra những con tướng như là Yasuo, như là Yone ở khu vực đường giữa. Thì Artifact là một người có khả năng sử dụng vị tướng đó, không biết là ngày hôm sau liệu rằng là Hero có đem những chất tướng đó ra hay không. Thì đây thực sự sẽ là một con bài chiến thuật, một lá bài tẩy dành cho đội hình bên phía của Secret với những đối thủ mà phải chạm trán với họ những ngày tiếp theo. Màn thể hiện vô cùng thuyết phục. Đây là những cái pha xử lý mà bên phía của MBE đã thực sự bị cuốn vào ý đồ mà Secret đã đặt ra. Và con rồng ngàn tuổi đã khiến cho MBE thực sự phải mất luôn cả cái ván thi đấu đó. Một cái thi đấu phải nói là vô cùng thành công của Hero và vô cùng thành công của Team Secret. Chưa kể đó là họ cũng đã tìm lại được cái phong độ mà Hero, mà HMED không có được cái sự vững chắc quá lớn ở trong khoảng thời gian lượt đi. Như vậy đây là một cái bước vực dậy tinh thần và là một cái bước chạy đà hoàn hảo ở cái lượt về này, giúp cho bên phía của Team Secret thời điểm hiện tại họ đang có được cái vị thế khá là tốt, 4-3, và có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Và với cái ván thi đấu này cũng sẽ là những bước thử nghiệm tuyệt vời dành cho bên phía của Secret để có được một cái dàn lượt về. Và như nãy Hero đã nói, họ luôn luôn sẵn sàng và mục tiêu họ luôn luôn là một tấm vé của playoff. Và có lẽ sẽ vẫn còn rất nhiều bài vở đang được giấu đến từ huấn luyện viên Archie. Ngày hôm nay là một màn rắc quân, một màn thử sức tuyệt vời đến từ Hero. Và thậm chí là HMED cũng đang có được một màn trình diễn quá tuyệt vời trong ngày hôm nay. Đây sẽ là những cái bước tiến tốt dành cho Secret ở những trận đấu tiếp theo. Còn ngược lại thì bên phía của MBE, Nugu khi mà anh ta được đặt vào niềm tin chơi một chất tướng carry khu vực giữa, một tướng tủ của anh ta đến Asia, thì màn thể hiện của anh ta cho tới thời điểm hiện tại vẫn là một màn thiện chấp nhận được. Và Slow G vẫn là một màn thiện thực sự rất là tự tin với những chất tướng kèo kỹ năng khu vực dưới. Anh ta đã có được những thời điểm kết hợp với Slow G khiến cho SD và Taki, cặp đôi đường dưới đang được đánh giá cực kỳ cao bên phía Secret, thực sự phải khó thở. Một cái trận đấu mà một cái trận đấu mà bên phía của tôi gặp những cái khó khăn nhất định, nhưng mà ít nhất thì họ vẫn có được thứ quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó chính là một chiến thắng giúp cho họ có thêm một điểm. Và nó sẽ khiến cho Sài Gòn Follow ở trong trận đấu tiếp theo này gặp một chút áp lực. Nếu như mà họ không thắng được Team Well thì họ sẽ bị hơi hụt hơi một chút trong cái giai đoạn đua top lượt về. Còn trong khi đó, đối với MB thì vẫn là sự tiếc nuối dành cho họ. Họ vẫn còn thiếu một cái gì đó để có thể tìm kiếm được một cái chiến thắng ở trong một cặp BO3. Chính xác hơn là một chiến thắng tổng thể của một cái BO3. Có lẽ là trận sau chúng ta làm lại, đó là bên phía của MB. Tại vì trận đấu này thì họ đối đầu với một đối thủ đang thực sự là một con hổ đang cần phải tìm lại khát khao và danh dự chiến thắng của mình sau một cái chuỗi trận mà họ phải đón nhận những thất bại. Đây là một trận đấu mà phía của MB vẫn cho chúng ta thấy được những cái điểm tốt trong cái đội hình của họ. Và đây, MVP của chúng ta ở ván thi đấu thứ hai không ai khác ngoài Hero. 1074 sát thương trên phút, một con số quá kinh dị của một người chơi đường giữa. Tôi nghĩ nếu như đây có thể là cái lượng sát thương trên phút lớn nhất
một người chính giữa ở tại VSET 2023 Hoàng Hôn có thể gây ra được rồi. Hôm bữa 1.000 mấy sát thương trên phút đó chính là kỷ lục của SD. Còn bây giờ là 1.074 sát thương trên phút. Chắc là không còn gì để miêu tả về màn thể hiện đến từ Hero. Anh ta đi đường tốt, anh ta mở giao tranh tốt, anh ta tìm những cái góc để bắt bớ vào carry đối phương thật sự khủng khiếp. Và tất cả là tại Hero. Tất cả là nhờ Hero. Ngày hôm nay, chiến thắng của team Secret chắc chắn công đầu sẽ phải thuộc về Hero. Khi mà anh ta đã thi đấu quá xuất sắc ở trong cả hai ván đấu. Ở trong ván đầu tiên, anh ta tạo ra lợi thế ra khu vực đường giữa. Anh ta giúp cho người chơi đường của mình vận hành một cách dễ hơn. Ở trong ván đấu thứ hai, khi mà đội hình của team Secret gặp những cái khó khăn, thì anh ta với những cái tình huống thả gấu rất đẹp đã giúp cho bên phía của team Secret kéo lại được ván đấu. Một màn thể hiện mà bên phía của team Secret đang cho chúng ta thấy được cái độ nhạy về cái khả năng thích ứng, về cấm chọn. Tại vì MB đã có những cái câu hỏi, những bài toán rất là khó, nhưng mà Secret có thể thích nghi rất là nhanh. Và thêm nữa là bệ tướng của bên phía của Secret cũng rất là rộng, khi mà cấm rất nhiều vị tướng của vực đường giữa SD, đem ra một con Ezreal kết hợp với Prom để có thể gượng lại cái ván thi đấu này. Và đó là tất cả những diễn biến của đầu giữa MB và team Secret. Và chúng tôi sẽ tạm nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với trận đấu thứ hai.